Những ngày qua, khi phiên tòa xét xử đối tượng tham gia vụ án giết người và chống người thi hành công vụ tại Đồng Tâm lại một lần nữa làm dậy lên những cơn sóng trên các diễn đàn mạng xã hội về bản chất man dợ của những kẻ giết người thuộc tổ Đồng Thuận. Cầm đầu là đối tượng Lê Đình Kình, cũng như mong muốn của đông đảo người dân về một bản án thích đáng cho những kẻ tội phạm trên. Đáng chú ý, như một quy luật, hễ vấn đề nào được sự quan tâm của người dân trong nước và quốc tế là các phần tử chống đối bên ngoài Việt Nam lại thông qua các trang mạng lề trái để tuyên truyền xuyên tạc bản chất vụ việc. Và phiên tòa xét xử các đối tượng trên cũng không ngoại lệ. Hiện nay, trên các trang mạng như BBC, RFA, VOA đang tuyên truyền nhiều luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, làm thay đổi hẳn bản chất của vấn đề. Trong đó, nổi lên là các luận điệu như chính quyền cố tình chiếm đất của dân Đồng Tâm, chính quyền sử dụng công an để cưỡng chế đất của dân, để đàn áp dân Đồng Tâm, dẫn tới việc dân Đồng Tâm phải tự vệ. Đây được coi là những luận điệu hoàn toàn sai trái, phản ánh không đúng bản chất của vấn đề. Cần khẳng định lại rằng, bản chất vụ việc tại Đồng Tâm không phải là chính quyền lấy đất của dân, mà ngược lại, chính một số phần tử xấu ở Đồng Tâm vì nguồn lợi trước mắt đã lừa gạt, dụ dỗ người dân chiếm dụng trái phép từ đất quốc phòng. Năm 1980, Thủ tướng giao cho Bộ Quốc phòng xây dựng sân bay Miếu Môn trên địa bàn các xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ và xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Quá trình bàn giao, cắm mốc, tiếp quản quản lý từ Bộ Quốc phòng suốt những năm 1980 đến năm 1992 và các bên liên quan đã được lập bản đồ, có chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã giao đất cho đơn vị quân đội. Trong đó có tấm bản đồ bàn giao đất năm 1992 có xác nhận không có tranh chấp đất ở Đồng Tâm. Việc thu hồi đất phục vụ mục đích quốc phòng không chỉ ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, mà còn được triển khai ở xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ. Tuy nhiên, thay vì lấn chiếm trái phép đất quốc phòng với mục đích tư lợi cá nhân như một số đối tượng quá khích ở Đồng Tâm, thì người dân ở các xã trên thuộc huyện Chương Mỹ lại bàn giao đất quốc phòng một cách trách nhiệm và nghiêm túc. Thậm chí, kể cả sau khi xảy ra vụ việc Đồng Tâm năm 2017, một mặt những người dân ở các xã trên phản đối hành vi lấn chiếm trái phép bắt giữ cán bộ công an, một mặt vẫn luôn ủng hộ chính quyền và quân đội trong việc bàn giao và quản lý diện tích đất quốc phòng nói trên. Sự ủng hộ này càng được thể hiện rõ nét qua hành động nhân dân ba xã đã giúp lực lượng quân đội hoàn thành vượt tiến độ việc xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn đầu năm 2020 vừa qua. Như vậy, có thể thấy rằng suốt một thời gian dài không hề có sự tranh chấp đất đai tại Đồng Tâm. Chỉ đến khi có thông tin tập đoàn Viettel triển khai dự án và đỉnh điểm là tháng 2 năm 2017, khi tập đoàn Viettel tổ chức triển khai thi công dự án quốc phòng, mới xuất hiện tình trạng lấn chiếm đất quốc phòng trái phép, khiếu kiện và tụ tập đông người gây mất trật tự. Để đạt được mục đích trên, cuối tháng 2 năm 2017, các đối tượng quá khích đã kích động người dân trên địa bàn tổ chức ngăn cản, nhổ biển báo khu vực quân sự, đưa máy móc nông nghiệp vào cày bừa, canh tác, chiếm trái phép đất quốc phòng, quyết tâm giữ đất đến cùng. Có lẽ, khi thấy lợi ích trước mắt của việc chiếm đóng trái phép đất quốc phòng nhằm gây sức ép lên doanh nghiệp Viettel để nhận tiền đền bù, mà một số đối tượng quá khích đã tập hợp nhau lại, thành lập cái gọi là Tổ Đồng Thuận năm 2013, cũng như dụ dỗ, cưỡng ép người dân tại xã Đồng Tâm nghe theo chúng. Mặc dù cơ quan chức năng đã kết luận diện tích đất thuộc Đồng Tâm là đất quốc phòng, cũng như nhiều lần tỏ rõ thiện chí trong việc tạo cơ hội cho các đối tượng trên một con đường hoàn lương, nhưng với bản chất lưu manh và ý đồ trục lợi khi lấn chiếm đất quốc phòng của Tổ Đồng Thuận, đứng đầu là đối tượng Lê Đình Kình, một mặt liên kết với các đối tượng chống đối bên ngoài, một mặt chuẩn bị vũ khí, công cụ phương tiện để chống đối lực lượng chức năng nếu các lực lượng này triển khai thu hồi đất tại Đồng Tâm.
Đến thời điểm này, có thể thấy chỉ riêng hành vi chuẩn bị hung khí cho thấy việc tổ chức chống đối, lên kế hoạch giết người đã được chuẩn bị cả hàng tháng trời trước khi biết tin lực lượng quân đội tiến hành xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn. Đỉnh điểm là sự việc các đối tượng liên tục gây rối cản trở lực lượng quân đội xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn, cũng như thực hiện hành vi giết người một cách man dợ, khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh vào ngày 9 tháng 1 năm 2020 trong quá trình trấn áp các đối tượng quá khích và thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Vậy các hoạt động gây rối của các đối tượng trong Tổ Đồng Thuận được thực hiện như thế nào? Xin mời quý độc giả theo dõi tiếp video sau. Mặc dù biết rõ nguồn gốc đất Đồng Xanh là đất quốc phòng, nhưng Lê Đình Kình và các thành viên của Tổ Đồng Thuận vẫn không từ bỏ ý định chiếm đoạt đất để chia nhau, trục lợi. Khi không khống chế được lòng tham, số đối tượng này ngày càng bộc lộ sự quá khích, manh động, thách thức, coi thường pháp luật, mà đỉnh điểm là hành vi bắt giữ người trái pháp luật để thị uy, ra điều kiện, mặc cả với chính quyền địa phương. Trong thời gian từ 2017 đến 2020, dưới sự chỉ đạo của Lê Đình Kình, các đối tượng của Tổ Đồng Thuận đã gây ra nhiều vụ việc như gây rối trật tự công cộng, bắt giữ người trái pháp luật, kích động khiếu kiện, đe dọa, lăng mạ, chửi bới người khác, xuyên tạc vấn đề đất đai ở Đồng Tâm. Từ đầu năm 2017, các đối tượng của Tổ Đồng Thuận liên tiếp gây ra nhiều vụ việc với tính chất liều lĩnh, bất chấp luật pháp. Cụ thể, vào 10 giờ sáng ngày 15 tháng 2 năm 2017, khi lực lượng chức năng đang tiến hành làm hàng rào, cắm biển báo ở diện tích 23,41 ha đất thuộc diện tích đất quốc phòng ở xã Đồng Tâm, không thuộc 8,49 ha có 14 hộ dân sinh sống, canh tác trái phép trên đất quốc phòng đã nói ở trên. Để thực hiện dự án A1, thì có 7 đối tượng ra ngăn cản, giật biển báo đất quốc phòng. Sau đó không lâu, liên tiếp trong các ngày 15, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28 tháng 2 năm 2017, số đối tượng của Tổ Đồng Thuận lại kích động người dân trên địa bàn tổ chức ngăn cản các đơn vị quốc phòng cắm biển, trăng dây xác định mốc biên giới diện tích đất quốc phòng. Tự ý thu giữ số dây phản quang và nhổ biển báo khu vực quân sự tại khu vực này. Liều lĩnh hơn, chúng còn đưa máy móc gồm 4 máy cày, 1 máy xúc và thiết bị, vật tư nông nghiệp vào khu vực đang thi công để canh tác. Những hành vi này bản chất là đang chống lại hoạt động thực thi công vụ của cơ quan chức năng, nhất là khu vực đất quốc phòng, đang phục vụ cho dự án về quân sự quốc phòng của đất nước. Trong các ngày mùng 1 tháng 3 và mùng 7 tháng 3 năm 2017, số đối tượng này lại tổ chức tập trung đông người tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm khi các đoàn công tác của huyện đến thực hiện nhiệm vụ. Có nhiều hành vi gây mất an ninh trật tự như gây mất trật tự tại phòng họp nơi đoàn công tác đang làm việc, sử dụng hệ thống loa phóng thanh tự chế để tuyên truyền trái phép trong khu vực Ủy ban Nhân dân xã và trước cửa phòng họp của Tổ công tác huyện ủy Mỹ Đức, tụ tập đông người trước cổng Ủy ban Nhân dân xã, đóng cổng Ủy ban Nhân dân xã không cho các phương tiện của đoàn công tác của huyện rời khỏi trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Khi lực lượng công an huyện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, dẫn đoàn công tác trên thì ngăn cản, tung tin bịa đặt, xe công an đâm chết người, gây kích động cho quần chúng. Cũng trong tháng 3 năm 2017, các đối tượng của Tổ Đồng Thuận cùng nhiều người có khiếu kiện đã có nhiều hoạt động trái phép trên đất quốc phòng như dựng lều, đào giếng, xây bể nước, dựng nhà tôn. Đỉnh điểm của những hành vi trái phép là vào ngày 15 tháng 4 năm 2017, khi Công an thành phố đã thực hiện lệnh bắt 4 đối tượng để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng tại xã Đồng Tâm. Số đối tượng trong Tổ Đồng Thuận cùng một số người khác ở xã Đồng Tâm đã tập trung đông người bao vây, giữ trái phép 38 cán bộ huyện Mỹ Đức và cán bộ chiến sĩ công an thành phố Hà Nội tại nhà văn hóa thôn Hoành. Đây là hành vi thách thức, coi thường pháp luật với mục đích để thị uy, mặc cả, ra điều kiện với chính quyền để chiếm giữ trái phép đất quốc phòng. Sau vụ việc trên, Thanh tra Hà Nội và sau đó là Thanh tra Chính phủ đã có kết luận về nguồn gốc đất đai tại khu vực Đồng Xanh, nhưng các đối tượng trong Tổ Đồng Thuận vẫn cố đấm ăn xôi, bất chấp và tiếp tục lún sâu vào con đường tội lỗi.
Lê Đình Kình lại chỉ đạo các đối tượng trong tổ đồng thuận thực hiện các vụ gây rối nhằm gây mất an ninh, trật tự ở Đồng Tâm, như vụ gây rối tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân xã Đồng Tâm khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, làm cuộc họp phải dừng lại. Vụ gây rối trật tự công cộng ngày 15 tháng 4 năm 2018 tại nhà văn hóa thôn Hoành, khi Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người cao tuổi và người khuyết tật. Vụ gây rối trật tự công cộng ngày 26 tháng 11 năm 2019 tại phòng tiếp dân Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm. Ngoài ra, với những hộ dân chấp hành di rời trên canh tác trái phép trên đất quốc phòng, nhận tiền hỗ trợ, thì các đối tượng trong tổ đồng thuận tổ chức đe nẹt, lăng mạ, chửi bới. Như sự việc ông Trịnh Văn Hòa, sinh năm 1962, trú tại xóm 4, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, bị xúc phạm, đe dọa vào ngày 1 tháng 4 năm 2018 vì lý do ông Hòa nhận tiền hỗ trợ đi di rời đồng xanh. Bên cạnh những hành vi gây rối, các đối tượng trong tổ đồng thuận cũng thường xuyên lên mạng xã hội để xuyên tạc về nguồn gốc đất đai ở khu vực đồng xanh. Đặc biệt, chúng tìm cách liên hệ với các tổ chức trong và ngoài nước để nhận tiền hỗ trợ, để chia chác và thông qua các tổ chức này để cung cấp thông tin xuyên tạc, sai sự thật nhằm chính trị hóa vụ việc đất đai ở Đồng Tâm. Những hành vi quá khích không có điểm dừng, lòng tham đã khiến Lê Đình Kình và các đối tượng trong tổ đồng thuận ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi, mà đỉnh điểm là hành vi giết người, chống người thi hành công vụ vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Ngày 7 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 29 bị cáo về hai tội danh giết người và chống người thi hành công vụ đối với vụ việc gây rối an ninh, trật tự xảy ra ngày 9 tháng 1 tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội vừa qua. Qua phiên tòa xét xử cũng như thực tế phức tạp về an ninh trật tự ở Đồng Tâm, mà đỉnh điểm là các hành vi côn đồ, chống đối, mang tính chất phá rối, kích động bạo loạn do ông Lê Đình Kình và tổ đồng thuận gây ra, dẫn đến tội ác kinh hoàng. Chúng ta có thể thấy rõ bản chất của nhóm đồng thuận. Một là hành vi trục lợi. Sự thật không thể chối cãi là cha con ông Lê Đình Kình và Lê Đình Công giàu lên từ việc đi khiếu kiện và lợi dụng lòng thương của những người thiếu hiểu biết. Việc tổ đồng thuận sử dụng đồng tiền quyên góp của những người dân nghèo tại xã Đồng Tâm để bồi dưỡng những thành viên tổ đồng thuận và tiếp những vị khách trong làng dân chủ thì mới thấy rõ bản chất chống phá và vụ lợi của số đối tượng này. Sự thay đổi chóng mặt của gia cảnh ông Lê Đình Kình và thành viên tổ đồng thuận, sự thay đổi của hai đứa cháu trai ông Kình từ những kẻ vô công rồi nghề, thất nghiệp, đối tượng hình sự của địa phương bỗng dưng trở thành dáng dấp của đại gia phố với xế hộp và tay lái lụa. Hóa ra không phải bấy lâu nay hết việc những cá nhân như Trần Vũ Hải, Nguyễn Quang A, Lê Dũng Vô Va, Nguyễn Đăng Quang, bà Nguyên Bình, Trịnh Bá Phương, dân khiếu kiện Lộc Hưng lại la liếm về Đồng Tâm để sâu xé miếng bánh mà Lê Đình Kình lừa đảo được của người dân Đồng Tâm. Điều đó cho thấy động cơ điên cuồng chống phá bất chấp thủ đoạn, bất chấp đạo lý của ông Kình và tổ đồng thuận là có lý do. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, thì việc Lê Đình Kình, Bùi Viết Hiểu, Lê Đình Công lấy những đồng tiền mồ hôi nước mắt của một số người dân là việc làm vô liêm sỉ. Nó thể hiện rõ bản chất lưu manh, tư lợi của số người trong tổ đồng thuận. Sự thật bấy lâu nay, việc kích động khiếu kiện tại Đồng Tâm chỉ là cái cớ mà cha con ông Lê Đình Kình lừa dối mọi người để chia nhau số tiền khủng. Đặc biệt, chính nhân dân Đồng Tâm, những người có lợi ích liên quan trực tiếp nhất, cũng chưa bao giờ đồng tình, ủng hộ với những hành vi của các đối tượng đã thực hiện. Bởi lẽ, thực tế phức tạp do nhóm đối tượng chống đối tạo nên ở Đồng Tâm trong thời gian qua đã khiến họ hiểu sâu sắc hơn ai hết, bình yên và ổn định không thể giải quyết bằng bạo lực, xung đột, đổ máu. 2. Là hành vi lừa đảo. Sau hơn 3 năm nhìn lại, sự việc phức tạp xảy ra tại xã Đồng Tâm do tổ đồng thuận đứng đầu đã kích động, lôi kéo người dân tham gia vào các việc khiếu kiện kéo dài liên quan đến đất đai tại địa bàn. Tuy nhiên, đằng sau sự kích động, lôi kéo đó là thủ đoạn lừa đảo đê hèn của các đối tượng tổ đồng thuận.
Mặc dù các nội dung khiếu kiện của Tổ đồng thuận đã được chính quyền huyện Mỹ Đức và thành phố Hà Nội trả lời theo đúng trình tự của pháp luật. Trong khi những đối tượng trong Tổ đồng thuận không liên quan gì đến vấn đề đất đai tại xã Đồng Tâm. Đặc biệt, thành phố Hà Nội đã công bố kết luận thanh tra xác định toàn bộ khu vực đất Miếu Môn là đất quốc phòng, được các đơn vị quân đội sử dụng vào các mục đích quốc phòng. Tuy nhiên, Tổ đồng thuận đã bày trò để phản đối, đồng thời yêu cầu cấp cao hơn xem xét lại quyết định thanh tra của thành phố. Theo đó, tháng 7 năm 2019, thanh tra chính phủ có kết quả thanh tra phù hợp với kết luận trước đó của thành phố. Nhưng Tổ đồng thuận vẫn tiếp tục kêu gọi ủng hộ, lừa bịp dư luận, cấu kết với các số chống phá trong và ngoài nước để chống đối chính quyền và phản đối kết luận thanh tra của các cơ quan chức năng. Qua lời khai của các bị cáo như Mai Thị Phần, Nguyễn Thị Bét, Bùi Văn Tiến, Đào Thị Kim, Lê Thị Loan, Nguyễn Văn Trung, cho thấy thủ đoạn của ông Lê Đình Kình và Tổ đồng thuận hứa chia cho mỗi người 200m² đất nếu thành công và giá đền bù khu đất Đồng Xanh là khoảng 6 triệu đồng trên 1m². Tính ra mỗi người được hơn 1 tỷ. Với cách lừa đảo như vậy mà một số người dân do thiếu hiểu biết pháp luật đã bị các đối tượng trong Tổ đồng thuận lôi kéo tham gia vào các hoạt động khiếu kiện và chống người thi hành công vụ. Như vậy, Tổ đồng thuận đã lộ rõ bộ mặt không phải đại diện cho nhân dân và lợi ích của người dân Đồng Tâm mà thực chất là những kẻ lừa đảo. 3. Là hành vi bạo lực. Để tiến hành các hoạt động gây rối, các đối tượng trong Tổ đồng thuận luôn tìm mọi cách lôi kéo, ép buộc nhân dân khiếu kiện phức tạp về quản lý, sử dụng đất của chính quyền xã Đồng Tâm. Thậm chí, vấn đề Đồng Tâm sẽ không trở nên phức tạp như vừa qua nếu không có sự hà hơi, tiếp sức của các tổ chức phản động bên ngoài nhằm gây sức ép lên chính quyền cũng như kích thích sự manh động, bạo lực, côn đồ của các đối tượng trong Tổ đồng thuận đến như vậy. Đặc biệt, khi biết tin Công an Hà Nội phối hợp với Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Quốc phòng triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn trên đất Đồng Xanh, ông Lê Đình Kình đã cùng với Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu và nhiều người khác góp tiền mua 10 quả lưu đạn, làm hàng chục chai bom xăng, mua tuyếp sắt có gắn dao bầu và các vũ khí khác nhằm tấn công lực lượng chức năng. Rõ ràng, đây là các hành vi khủng bố gây bạo loạn nghiêm trọng. Thực tế, rạng sáng ngày 9 tháng 1, khi lực lượng công an đến cổng thôn Hoành, xã Đồng Tâm, các đối tượng đã báo động, sau đó dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công khiến 3 chiến sĩ công an bị rơi xuống hố gần nhà ông Lê Đình Kình. Tội ác lên đến đỉnh điểm khi đối tượng Chức và Doanh đổ xăng xuống hố, châm lửa đốt thiêu cháy 3 chiến sĩ công an. Như vậy, qua phiên tòa xét xử đã cho thấy bản chất thực sự của nhóm đồng thuận là những kẻ trục lợi, lừa đảo và bạo lực. Mặc dù quá trình điều tra và xét xử các đối tượng trong Tổ đồng thuận, các bị cáo đã thừa nhận hành vi vi phạm và nói lời ân hận muộn màng. Tuy nhiên, với những hậu quả đau thương mà các đối tượng gây ra, cơ quan chức năng sẽ quyết định những bản án thích đáng cho các đối tượng.